Chào các em học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Trường Hưng Đạo. Hôm nay cô quay lại thực hiện giảng dạy cho các em. Các em tiếp tục lưu ý giùm cô khi chúng ta học xong video bài giảng này. Các em nhớ phải kéo xuống và bình luận theo cú pháp họ và tên lớp đã học. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào sửa bài tập về nhà nhé. Cô mời các em xem qua đề. Tóm tắt đề. Yêu cầu của câu A: dựng ảnh A'B' của AB trong hai trường hợp thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ. Đầu tiên, để vẽ hình chúng ta phải lập tỷ lệ OA trên OF. Sau khi xong, chúng ta sẽ lấy số tỷ lệ này để thực hiện vẽ hình. Trường hợp thấu kính hội tụ. Các em lưu ý, ký hiệu của thấu kính hội tụ, một đường thẳng được giới hạn bởi mũi tên hai đầu. Cô mời các em quan sát cách dựng ảnh. Tiếp theo, chúng ta sang thấu kính phân kỳ. Các em lưu ý, ký hiệu của thấu kính phân kỳ, một đường thẳng được giới hạn bởi hai đầu mũi tên hướng vào nhau. Mời các em quan sát cách dựng ảnh. Sau khi chúng ta dựng ảnh xong, cùng nhau đi vào tính chất ảnh. Chúng ta thấy được rằng ảnh của hai trường hợp đều được tạo bởi hai đường kéo dài. Chính vì vậy, đều là ảnh ảo, cùng chiều với vật. Trường hợp thấu kính hội tụ cho ảnh lớn hơn vật, trường hợp thấu kính phân kỳ cho ảnh nhỏ hơn vật. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình và bài sửa, xem chúng ta còn thiếu đường biểu diễn nào không, hay sai ký hiệu nào thì chúng ta hãy sửa vào tập của mình nhé. Cô mong là các em sẽ sửa bài thật kỹ và cẩn thận vào vở của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần ôn tập về thấu kính. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào làm bài tập sau đây. Cô mời các em đọc đề và thực hiện tóm tắt đề vào tập. Để dựng được ảnh thì đầu tiên chúng ta cần phải lập tỷ lệ OA trên OF. Sau khi lập tỷ lệ xong, cô mời các em thực hiện dựng ảnh. Các em có thể dừng video bài giảng lại để thực hiện dựng ảnh. Sau khi dựng ảnh xong, chúng ta sẽ tiếp tục để sửa bài nhé. Cô mời các em quan sát cách dựng ảnh. Sau khi dựng ảnh xong, các em hãy đối chiếu bài làm của mình và bài sửa. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sang nêu tính chất ảnh. Chúng ta thấy được rằng A'B' là ảnh thật, ngược chiều với vật và ảnh lớn hơn vật. Các em hãy sửa bài vào tập của mình nhé. Cùng nhau đi vào bài tập tiếp theo. Cô mời các em đọc đề và thực hiện tóm tắt đề vào tập. Sau khi tóm tắt xong, các em hãy dừng video bài giảng lại và vẽ ảnh vào tập của mình. Các em đã dựng xong rồi phải không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục sửa bài. Đầu tiên, lập tỷ lệ OA trên OF. Sau khi lập xong, chúng ta sẽ thực hiện dựng ảnh. Mời các em quan sát. Sau khi dựng xong, chúng ta dễ dàng nêu được tính chất của ảnh.
A'B' là ảnh thật, ảnh ngược chiều so với vật, và ảnh này nhỏ hơn vật. Từ đây các em thấy được rằng vật càng ra xa thấu kính thì ảnh của vật càng nhỏ. Các em hãy sửa bài vào tập của mình đi nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài tập dạng tính. Mời các em đọc đề và tóm tắt đề vào tập. Sau khi tóm tắt xong, các em hãy tiếp tục dừng video bài giảng lại và thực hiện làm bài. Các em đã làm xong rồi phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục sửa bài nhé. Câu A, ảnh tạo bởi thấu kính là ảnh gì? Tính khoảng cách. Để thực hiện câu A, chúng ta sẽ dựng ảnh. Vẫn tiếp tục lập tỷ lệ OA trên OF. Sau khi lập xong, chúng ta dễ dàng dựng được ảnh. Cô mời các em quan sát. Lúc này chúng ta dễ dàng nêu ra được tính chất của ảnh. A'B' là ảnh thật, ảnh ngược chiều so với vật, ảnh lớn hơn vật. Tiếp theo, tìm khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Để tìm được thì các em cần phải xét hai cặp tam giác đồng dạng. Từ đây suy ra được tỷ số đồng dạng của hai cặp. Mời các em quan sát. Chúng ta sẽ tìm ra được OA' bằng 30 cm. Cô cung cấp thêm A'B' bằng 4 cm. Bước sang câu B, di chuyển vật lại gần thấu kính 7 cm. Vậy thì lúc này OA của chúng ta sẽ bằng 8 cm, OF bằng 10 cm, không thay đổi. Nếu các em để ý kỹ thì chúng ta thấy được rằng vật di chuyển lại gần thấu kính và vật nằm trong khoảng tiêu cực, thì từ đây dễ dàng suy ra được ảnh A'B' trong trường hợp này sẽ là ảnh ảo, mà ảnh ảo thì sẽ cùng chiều với vật và ảnh lớn hơn vật. Các em hãy chữa bài của mình vào tập. Có thể nếu bạn nào không kịp thì hãy dừng video lại và sửa bài nhé. Thế là cô đã ôn lại vẽ ảnh và bài tập tìm khoảng cách của ảnh cho các em rồi. Cô mong là các em sẽ ghi nhận và làm bài tập đầy đủ vào vở của mình. Các em đã được học và nắm được đặc điểm của hai thấu kính. Vậy bây giờ cô có một tình huống trong cuộc sống, cô mời các em cùng nhau giải quyết. Trong tay của các em có hai loại kính là kính cận và kính lão. Hãy tìm cách kiểm tra xem hai loại kính trên là thấu kính gì. Cách 1, em có thể dùng tay sờ vào kính, so sánh phần rìa với phần giữa. Cách 2, em có thể đặt kính lên trên một trang sách, dùng đặc điểm của ảnh để nhận biết. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Thời gian suy nghĩ đã hết, cô và các em cùng nhau giải quyết nhé. Đối với cách 1, khi các em dùng tay sờ vào kính, loại kính nào mà có phần rìa mỏng hơn phần giữa thì đó sẽ là thấu kính hội tụ. Loại kính nào có phần rìa dày hơn phần giữa thì đó sẽ là thấu kính phân kỳ. Còn đối với cách 2, các em sẽ dùng đặc điểm ảnh để nhận biết kính nào cho ảnh ảo lớn hơn thì đó sẽ là thấu kính hội tụ. Kính nào cho ảnh ảo nhỏ hơn đó sẽ là thấu kính phân kỳ. Chúng ta cùng nhau đi vào tình huống tiếp theo.
Bạn Bình, Minh, An tổ chức một buổi cắm trại trong rừng. Vào đến gần giờ trưa thì các em đó chuẩn bị đồ ra để nướng, nhưng vô tình phát hiện mình đã quên mang theo bật lửa và giấy. Ở trong rừng lúc này thì chỉ có lá khô và cành cây khô. Bạn Bình đã có ý tưởng lấy kính lúp của bạn mang theo để tạo ra lửa. Vậy các em hãy giải thích tại sao bạn có thể thực hiện được. 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Thời gian suy nghĩ kết thúc, cô và các em cùng nhau giải quyết nhé. Như các em đã được học, thấu kính hội tụ sẽ có tác dụng biến đổi chùm tia sáng song song chiếu đến thấu kính thì sẽ cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm, đúng chưa nào? Vậy thì từ đây, kính lúp có thể tập trung được ánh sáng mặt trời chiếu các tia sáng song song đến kính và sẽ cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm. Lúc này, các bạn dễ dàng tạo ra lửa từ mặt trời. Như các em cũng biết, từ những năm trước công nguyên thì thời đó chưa có bật lửa. Để tạo ra lửa thì con người đã phải nhờ đến hiện tượng tập trung ánh sáng mặt trời qua thấu kính hội tụ. Một số ứng dụng của thấu kính hội tụ trong cuộc sống. Ở cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18 thì những loại kính thiên văn, kính hiển vi đã được ra đời. Chúng giúp cho con người ta quan sát được những vật nhỏ, những vật ở xa với độ phóng đại từ vài chục lần đến hàng trăm lần. Ngoài ra, còn phóng được tầm mắt của con người ra ngoài vũ trụ xa xôi. Con người còn dùng để chế tạo đồ cắt móng tay cho các em nhỏ. Còn đối với thấu kính phân kỳ thì được dùng làm mắt thần. Đây là một phụ kiện an ninh quan trọng giúp cho con người có thể quan sát được mọi chuyện ở bên ngoài cánh cửa. Tiếp theo, các em hãy cùng nhau đi đến bài tập về nhà. Các em hãy ghi tóm tắt đề thật nhanh. Các em lưu ý làm bài và nộp về đúng địa chỉ mail cho các cô. Cô Trang 9192-9394, Lê Trang Vật Lý thd@gmail.com, Cô Trinh 9596-97-9899, Phạm Trinh.k9.thd@gmail.com. Khi nộp nhớ ghi rõ họ tên lớp. Hạn chót nộp bài là vào 9 giờ ngày thứ Tư, 29 tháng 4. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em.